Hi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình đang đứng ở đường đầu đường Thống Nhất cho với lại Hưng Bi của quận Thủ Đức nha. Thì cái đường Thống Nhất này nó sẽ thuộc phường Bình Thọ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi quay với các bạn xem nè. Thì hôm nay mình không quay trong ngày được, tại vì mình rảnh á, quay ban đêm tí. Ban đêm nó cũng có cái hay của nó ha. Mình sẽ quay thấy được nó tiện mà người ta hoạt động về đêm. Cái quán cơm và cà phê nè. Mở đèn lên nó đẹp. Đó, đây là đường Thống Nhất nha các bạn. À, cái chỗ này nó có một quán Quán Ngãi nè. Quán ngon, món ngon Quán Ngãi, quán này ngon lắm nha. Giá cả thì mình thấy cũng phải chăng. So với chất lượng đồ ăn nó cũng ok. Cái quán đó nó có hai bên luôn, hai bên đường đối diện nhau luôn. Cái phường Bình Thọ đặc trưng cái là những con đường người ta quy hoạch á là theo đường bằng cờ xen kẽ nhau, nên là các bạn nó được bao quanh bởi đường Đặng Văn Bi nè, đường Nguyễn Văn Bá nè và đường Võ Văn Ngân đó, nên bao quanh qua hai con đường chính đó nha. Nè, những cái đường rẽ ngon qua là ra đường Nguyễn Văn Bá song hành về xa lộ Hà Nội các bạn. Quán cà phê acoustic nè, guitar. Nói chung là ở đây nó nổi tiếng là nhiều quán cà phê, là quán nhậu. Đó, cà phê nó lớn ghê không các bạn. Đây là có cơm niêu, nhà hàng Đầm Trang. Đó, các bạn thấy quán nhậu không? Rất là nhiều nhà hàng luôn. Bây giờ mình mới đi thẳng tới á, là nó sẽ đụng cái đường Võ Văn Ngân các bạn. Ồ, nó lồng đèn đẹp ghê. Quán này là quán cà phê luôn. Đây là quán ăn nè. À, bên cạnh đây là có một công viên nhỏ nhỏ này, nhiều người ta tới tập thể dục các bạn. Rồi cái đó là sẽ là trường trung học. Trung học cơ sở Bình Thọ đó. Cái này dịch cho nên là được nghỉ hết. À, quán này bò bít tết nè, hai con bò rất là nhiều luôn, bò Mỹ, bò Việt gì đó. Này cũng là bò bít tết luôn, bò né rồi đó. Bánh canh, nó cho một đồ ăn không thiếu đâu. Đường này đồ ăn rồi cà phê không thiếu. Cái khu này gọi là một trong những khu đại gia của quận Thủ Đức nha các bạn. Buffet này, đây có tiệm buffet. Toàn đồ ăn không à. Cháo lương, miếng lương. Chưa biết là đồ ăn. À, chỗ này là có hai cái shop guitar nha các bạn, gần nhau luôn. Ở shop này chuyên bán này, shop nãy mới bị đi qua là nó sản xuất luôn. Bạn nào mà thích chơi guitar đó thì cứ ghé qua đó xem thử nha. Rồi sắp hết đường gì? Đường Thống Nhất đúng rồi. Đó, phía trước là đường Võ Văn Ngân đó các bạn. Đó, như vậy là hết đường Thống Nhất nha. Bây giờ mình sẽ rẽ qua những con